Kính thưa quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức, mỗi tuần vào tối Chủ nhật là tôi kết thúc ngày với một áng văn xưa trong mục Những Chuyện Đáng Nhớ của Douglas Murray. Như tuần trước, ông nhắc đến bài diễn văn Nảy Lửa do Alexander Solzhenitsyn đọc tại Đại học Harvard năm 1978. Hoặc trước đó, bài Ai Điếu của huân tước John Gielgud dành cho hương linh của Vivian Leight. Tuần này, ông nhắc đến điếu văn của John Cleese trong nhóm hài kịch Monty Python dành cho một đồng nghiệp là Graham Chapman năm 1989. Nhiều người có nô tài của quý vị ít biết toán hài kịch Monty Python và sáu nghệ sĩ Anh rất nổi tiếng được thời xưa so sánh với The Beatles. Nhưng vì vậy mà ta nên đọc rồi nghe người viết chuyện cười để châm biếm thiên hạ khóc nhau thế nào. Khi nghệ sĩ hài kịch khóc nhau, tương tự như nếu có được nghe Lữ Liên hát để tưởng nhớ Vân Sơn trong ban kịch động nhạc AVT, hét tiếng về loại hoạt cảnh trào phúng bằng dân ca cổ truyền mà cải biên ra giai điệu hài hước sau khi Vân Sơn chết dưới chân cầu Thị Nghè, đúng lúc nước nhà được giải phóng năm 1975. Không có thì ta tìm lại hoạt cảnh Hoàng Thị Thao tấu hài với bậc thầy mà ông coi như cha là danh tài Lữ Liên ở hải ngoại. Xem xong là buồn vì Lữ Liên rồi, Hoàng Thị Thao đều đã ra đi. Những điều đáng nhớ của Douglas Murray, những kẻ bán bộ trên gậy pogo và nghệ thuật khiến mọi người cười. Những điều đáng nhớ, những kẻ bán bộ trên gậy pogo và nghệ thuật khiến mọi người cười. Năm 1989, John Cleese đã đọc điếu văn cho người cộng sự viết lách Graham Chapman và nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đặc biệt của sự hài hước. Chào mừng đến với chuyên mục Những Điều Đáng Nhớ của Douglas Murray. Trong đó, ông trình bày những bài phát biểu tuyệt vời của các nhà hùng biện nổi tiếng mà chúng ta nên ghi nhớ. Để lắng nghe John Cleese đọc một phần điếu văn của ông dành cho Graham Chapman và suy nghĩ của Douglas về sức mạnh của khoảnh khắc đó. Chúng ta đang sống trong thời điểm mà nhiều người trong chúng ta dường như không thể cười. Đúng vậy, có rất nhiều điều đang diễn ra ngoài kia mà chúng ta khó có thể, nếu không muốn nói là không thể, cười. Chiến tranh, biến động chính trị, bất ổn kinh tế. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy. Khi chúng ta đào sâu vào mùa hè bất mãn dường như vô tận này, rằng chúng ta nhớ lại sức mạnh độc đáo của sự hài hước để cắt ngang mọi tiếng ồn và giúp chúng ta nhìn rõ hơn những điều quan trọng. Điều đó đưa tôi đến với John Cleese vĩ đại. Tôi đã đề cập đến tuần trước khi viết về bài điếu văn của John Gielgud dành cho Vivian Leigh rằng thật khó để công bằng với cuộc đời của một người thân yêu. Nhưng có một kiệt tác như vậy xứng đáng được ghi nhớ, vì tôi nghĩ rằng nó phải được coi là một trong những bài phát biểu thông minh, cảm động và mạo hiểm nhất từng được trình bày trước công chúng. Bài phát biểu này được Cleese đọc nhân dịp lễ tưởng niệm người bạn thân thiết và cậu sự viết lách lâu năm của ông, Graham Chapman, vào tháng 10 năm 1989, tại đại sảnh của Bệnh viện St. Bartholomew, London. Chapman và Cleese may mắn thay vẫn còn sống, đã trở nên nổi tiếng hai thập kỷ trước khi họ thành lập cùng với Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin và Terry Gilliam nhóm hài kịch được gọi là Monty Python. Dựa trên tác phẩm siêu thực vô chính phủ của Spike Milligan và The Goon Show cùng những người khác, Pythons đã đưa một loại chủ nghĩa phi lý vào hài kịch Anh mà vẫn hoàn toàn là của riêng họ. Không ngoa khi nói rằng họ đã cách mạng hóa cách chúng ta nghĩ về hài kịch, đẩy lùi mọi ranh giới chưa từng bị phá vỡ. Tình dục, chúa, lòng yêu nước, người giàu, người béo, tất cả đều là thức ăn cho Cleese và đoàn làm phim. Tất nhiên, sự phi lý tuyệt đối sẽ trở nên mệt mỏi man như những người theo chủ nghĩa Dada đã thể hiện. Nhưng Pythons không bao giờ chỉ phi lý. Họ sử dụng thương hiệu hài hước của mình để đưa ra những quan điểm khéo léo hơn và với lượng khán giả rộng hơn bất kỳ cuốn sách nào có thể làm được. Nếu phải nêu tên bộ phim hay nhất,
chắc chắn là phim hài mọi thời đại. Tôi có lẽ sẽ đề cử Life of Brian, phim về một người đàn ông tình cờ được sinh ra bên cạnh Chúa Jesus và sau đó bị nhầm là đấng cứu thế. Mỗi cảnh quay đều có điểm nhấn và có những khoảnh khắc chân lý sâu sắc đến mức bạn có thể chắc chắn rằng không ai có thể làm tốt hơn thế. Một số cảnh trong phim đã đi trước thời đại. Có một lý do tại sao cảnh trong giảng đường trong phim, trong đó nhân vật của Idol tuyên bố rằng anh ta muốn trở thành phụ nữ, lại thường được chia sẻ trực tuyến ngày nay. Nhưng bộ phim cũng đầy những cảnh vượt qua mọi thời đại cụ thể. Tôi không bao giờ có thể nghe thấy bất kỳ sự chia rẽ nào trong bất kỳ tôn giáo nào mà không nghĩ đến cảnh quả bầu thánh trong Brian. Thành viên của nhóm Pythons đóng vai nhân vật chính trong bộ phim đó, cũng như vua Arthur trong Holy Grail, là Graham Chapman. Trong các tiểu phẩm cũng như phim của họ, Chapman thường vào vai một quý ông Anh nghiêm khắc, cứng nhắc nhất, điều này thật ngớ ngẩn. Ông ấy đã thể hiện tốt nhất khi vào vai một đại tá hoặc một nhân vật có thẩm quyền nào đó. Với chiếc áo khoác vải tweed và thói quen hút tẩu thuốc, có vẻ như đó là sự kết hợp tự nhiên. Nhưng có một điều kỳ lạ ở đây, vì trong số những người Python, Chapman có lẽ là người vô chính phủ nhất khi so sánh với những đối thủ cạnh tranh gay gắt. Ông tình cờ là người đồng tính và trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình, ông cũng là một người nghiện rượu dữ dội. Nhưng ông cũng có khiếu hài hước và khả năng sống trong đó. Đó là điều khiến tập hồi ký duy nhất của ông trở thành một tác phẩm tuyệt vời. Tự truyện của kẻ nói dối, tập V có tựa đề vô lý một cách thích hợp, kể lại một số khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Chapman. Không chỉ là vai trò của ông với tư cách là thành viên của câu lạc bộ thể thao nguy hiểm, một nhóm chủ yếu là sinh viên tốt nghiệp Oxford dành riêng cho những hoạt động ngớ ngẩn nhất có thể. Chính họ đã cùng Chapman đi thuyền gondola xuống một con dốc trượt tuyết ở St. Moritz. Ông cũng là người duy nhất có thể khiến một câu thoại nào đó của ông ở cổng Dachau trở nên buồn cười. Ông qua đời vì ung thư amidan, người đầu tiên trong đoàn ra đi. Terry Jones qua đời năm 2020, và thực tế cuộc sống bắt kịp một người đã dành cả cuộc đời để cười nhạo họ, có thể khiến bạn bè anh ta chỉ còn biết đau buồn. Nhưng chính John Cleese, trong bài điếu văn của mình, đã xoay sở để làm được nhiều việc cùng một lúc đến mức không thể không kinh ngạc về điều đó. Một mặt, Cleese và những người bạn Pythons của anh đang trong tình trạng thương tiếc. Cleese trông giống như một giáo viên trường dự bị tiếng Anh, mở đầu bằng cách lưu ý rằng đồng tác giả của tiểu phẩm vẹt nổi tiếng có cảnh một người đàn ông đối mặt với chủ cửa hàng đã bán cho anh một con vẹt chết. Không còn nữa. Anh ấy đã không còn nữa. Không còn sự sống. Anh ấy yên nghỉ trong thanh thản. Anh ấy đã đá xô, nhảy qua cành cây, cắn bụi, dập tắt nó, thở hơi thở cuối cùng và đi gặp đấng sáng lập vĩ đại của giải trí ánh sáng trên bầu trời. Hiệu ứng của nó giống như phản pathos. Bằng cách đưa những điều thực sự ngớ ngẩn vào khoảnh khắc nghiêm túc nhất này, Cleese đã xoay sở để đạt được một nốt nhạc sâu sắc phi thường, thực sự là tuyệt vời. Khi máy quay hướng đến những người Pythons khác trong giáo đoàn, không có gì ngạc nhiên khi họ đang lau nước mắt. Cleese sau đó chuyển sang giọng điệu thông thường hơn. Than khóc cho sự thật rằng, một người đàn ông có tài năng, năng lực và lòng tốt, thông minh như vậy, giờ đây lại đột nhiên bị bắt cóc ở tuổi buổi 48, trước khi anh ta đạt được nhiều điều mà anh ta có khả năng và trước khi anh ta có đủ niềm vui. Nhưng sau đó, khi đã chán ngán sự thông thường của mình, Cleese chuyển sang sự hỗn loạn, lưu ý rằng đó chính xác là điều mà Graham Chapman mong muốn. Dự đoán những lời điếu văn mà những người bạn Pythons của mình mong đợi sẽ đọc, Cleese nói, trời biết giờ tiếp theo sẽ mang lại điều gì cho tên của Graham. Quân tụt, những kẻ bán bộ trên gậy pogo, những màn biểu diễn ngoạn mục,
về việc đánh giám tốc độ cao, loạn luân đồng bộ. Một trong bốn người đang lên kế hoạch nhét một con mèo rừng chết vào một chiếc máy đánh chữ Remington năm 1922 vào mông mình, theo âm thanh của chương thứ hai trong bản hòa tấu cello của Elgar. Vấn đề không phải là xúc phạm, hạ thấp, làm buồn lòng, mà ngược lại, tôn vinh, ăn mừng, cười và khiến người khác cười. Và trong tiếng cười của họ, giúp họ nhìn xa hơn ranh giới của nỗi đau buồn, hướng đến điều gì đó tốt đẹp hơn, sâu sắc hơn. Nếu được, chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn thế trong những ngày này. Nhìn xa hơn ranh giới của hiện tại, cười hướng đến điều gì đó tốt đẹp hơn, sâu sắc hơn. Bởi vì, bạn thấy đấy, Gray sẽ muốn mọi thứ theo cách này, Cleese nói. Thật đấy, bất cứ điều gì cho anh ấy ngoại trừ sự tinh tế vô nghĩa. Tôi vừa xem danh hài khóc nhau, và giờ hãy xem thẩm phán phạm luật. Nhờ giáo sư Jonathan Turley đã được xem chuyện một tên danh hài thủ vai thẩm phán mà thất bại cả hai. Thẩm phán phạm luật và ngồi xổm lên quyền tự do ngôn luận, rồi biến tòa án thành sân khấu hài kịch mà chẳng ai cười. Vì người người bận chửi cha cái kẻ coi thường công lý, nhưng giấy chui mồm nó trong cầu tiêu. Chống lại những lời tường thuật sai sự thật. Tòa án DC từ chối chặn thẩm phán hạn chế bài phát biểu của bị cáo ngày 6 tháng 1. Chúng tôi đã thảo luận trước đây về các bản án gây tranh cãi được đưa ra trong các trường hợp liên quan đến những kẻ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1, bao gồm các lệnh tuyên án mà theo quan điểm của tôi là vi phạm quyền của tu chính án thứ nhất, bao gồm trường hợp của Daniel Goodwin, người đã nhận tội về một tội nhẹ duy nhất là xâm nhập và ở lại trong một tòa nhà bị hạn chế. Tội danh đó thường không liên quan đến bất kỳ thời gian ngồi tù nào đối với người phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, thẩm phán Reggie B. Walton của Tòa án quận Hoa Kỳ tại quận Columbia đã quyết định rằng ông sẽ sử dụng vụ án để điều chỉnh những gì Goodwin đã đọc và truyền đạt bằng một lệnh quản chế lạnh lùng. Sau khi vụ án được Tòa Phúc Thẩm DC gửi lại, Walton đã tăng gấp đôi lệnh đặc biệt của mình. Bây giờ, Tòa Phúc Thẩm DC đã từ chối thụ lý kháng cáo khẩn cấp. Thẩm phán Walton đã gây tranh cãi và chỉ trích vì những bình luận công khai của ông về cựu Tổng thống Donald Trump và các vấn đề khác. Ông đã gây xôn xao ở Washington sau khi trả lời phỏng vấn với CNN. Trong đó, ông khiển trách cựu Tổng thống Donald Trump vì chỉ trích các thẩm phán và thành viên gia đình họ. Walton trước đây đã gọi Trump là kẻ lừa đảo và nói rằng tôi không nghĩ ông ấy quan tâm đến dân chủ, chỉ quan tâm đến quyền lực. Những người chỉ trích cáo buộc rằng những tuyên bố công khai của Walton đã vi phạm điều 3A-6 của Bộ Quy tắc ứng xử dành cho thẩm phán Hoa Kỳ. Trong đó nêu rõ, thẩm phán không được đưa ra bình luận công khai về bản chất của một vấn đề đang hoặc sắp được giải quyết tại bất kỳ tòa án nào. Sau đó, Walton đã gây ra nhiều chỉ trích về cách xử lý vụ án Goodwin. Vụ án liên quan đến Daniel Goodwin, 35 tuổi, ở Corinth, Texas, người đã nhận tội vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 về một tội nhẹ là xâm nhập và ở lại trong một tòa nhà hoặc khu đất bị hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp. Đó là một hành vi phạm tội tương đối nhỏ, nhưng Walton đã áp dụng án tù 60 ngày vào tháng 6 năm 2023. Với những điều kiện đang diễn ra này, đối với việc đọc và nói trực tuyến của anh ta, Walton được cho là đã lưu ý rằng Goodwin đã phát tán thông tin sai lệch trong chương trình phát sóng Tucker Carlson Tonight vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 và đã ra lệnh rằng máy tính của ông Goodwin phải chịu sự giám sát và kiểm tra của một nhân viên quản chế để kiểm tra xem ông có phát tán thông tin sai lệch ngày 6 tháng 1 trong thời gian được tại ngoại có giám sát hay không. Sau khi chấp nhận lời biện hộ trong một tội nhẹ, Walton tỏ ra khinh thường việc Goodwin tỏ ra vui vẻ vào ngày 6 tháng 1 và xúi giục những kẻ bạo loạn khác. Ông hỏi luật sư bào chữa của mình, tại sao tôi lại cảm thấy rằng
anh ta không gây nguy hiểm cho nền dân chủ của chúng ta. Với tư cách là điều kiện để được tại ngoại có giám sát, Bộ Tư pháp đã thúc đẩy các điều kiện giám sát và tìm được một thẩm phán có vẻ háo hức áp đặt điều đó. Lệnh này phản ánh sự vô trách nhiệm hoàn toàn mà Bộ Tư pháp thể hiện trong việc truy tố các bị cáo ngày 6 tháng 1. Quan chức Bộ Tư pháp Michael Serwin tự hào tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng văn phòng của chúng tôi muốn đảm bảo rằng có sự sốc và kinh hoàng. Điều đó có hiệu quả. Vì chúng tôi thấy qua các bài đăng trên phương tiện truyền thông rằng mọi người sợ quay lại DC vì họ kiểu như nếu chúng ta đến đó, chúng ta sẽ bị buộc tội. Chúng tôi muốn loại bỏ những cá nhân về cơ bản là coi thường công chúng vì những gì họ đã làm. Sherwin được ca ngợi vì lời cam kết sử dụng biện pháp hà khắc như vậy để gửi thông điệp tới những người khác trong nước. Sherwin đã rời Bộ Tư pháp và hiện là đối tác tại Cobra and Kim. Walton đã bị tòa phúc thẩm Hoa Kỳ tại quận Columbia khiển trách vì lệnh giám sát của Goodwin nhằm phát hiện bất kỳ hành vi phát tán thông tin sai lệch hoặc thông tin sai lệch. Trong cuốn sách mới của tôi, Quyền không thể thiếu, tự do ngôn luận trong thời đại thịnh nộ, tôi đã thảo luận về những lo ngại về các trường hợp như của Goodwin và những tác động của chúng đối với quyền tự do ngôn luận. Tôi đã tham gia đưa tin vào ngày 6 tháng 1 và chỉ trích bài phát biểu của Tổng thống Trump trong khi ông đang phát biểu. Tôi không đồng tình với các khiếu nại pháp lý được đưa ra để phản đối việc chứng nhận. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, chiến dịch sộc và kinh hoàng của Bộ Tư pháp đã chà đạp lên quyền tự do ngôn luận trong các trường hợp từ Goodwin đến các vụ truy tố chính Trump. Nhiều người trong chúng ta đã cảm thấy nhẹ nhõm khi các thẩm phán phúc thẩm Gregory Katsas, Naomi Rao và Bradley Garcia khiển trách Walton và cho rằng tòa án quận đã phạm sai lầm rõ ràng khi áp dụng điều kiện giám sát máy tính mà không xem xét liệu điều đó có liên quan hợp lý đến các yếu tố tuyên án có liên quan hay không và không gây ra sự tước đoạt tự do lớn hơn mức cần thiết hợp lý để đạt được mục đích của bản án. Họ đã trả lại vụ án nhưng khiến ít người ngạc nhiên. Thẩm phán Walton vẫn tiếp tục tăng cường giám sát trong khi tuyên bố một cách vô lý rằng tôi không muốn hạn chế quyền tu chính án thứ nhất của bất kỳ ai. Vì một lý do nào đó, Walton tin rằng việc cấm một cá nhân xem xét và tham gia vào các bài phát biểu chính trị không làm giảm quyền tu chính án thứ nhất của anh ta. Hầu hết chúng ta đều kinh hoàng trước cuộc bạo loạn và quan điểm cơ bản của những nhân vật như Goodwin, người tự xưng là thành viên của Proud Boys. Anh ta đã bị bắt một cách chính đáng và nên bị trừng phạt vì hành vi của mình. Câu hỏi không phải là tính hợp pháp của hình phạt, mà là phạm vi của hình phạt đó. Công tố viên Brian Brady đã nêu chi tiết cách Bộ Tư pháp áp dụng một hệ thống mới sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi việc đọc và tuyên bố của những công dân như Goodwin. Bộ Tư pháp đã gạt bỏ những lo ngại về quyền tự do ngôn luận vì Goodwin vẫn chịu sự giám sát của tòa án, mặc dù ông chỉ nhận tội một tội nhẹ. Brady mô tả một chương trình tư duy ảo do AI điều khiển. Lý do là Goodwin từ chối từ bỏ quan điểm chính trị cực đoan của mình. Trong suốt thời gian chờ xét xử vụ án của Goodwin, anh ta đã đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật về hành vi của mình và các sự kiện trong ngày. Anh ta đã sử dụng các trang web và phương tiện truyền thông xã hội để nhắm vào các cảnh sát bảo vệ điện Capitol. Và anh ta đã sử dụng các nền tảng này để xuất bản và xem phương tiện truyền thông cực đoan. Việc áp dụng các điều kiện theo dõi, theo yêu cầu, sẽ bảo vệ công chúng khỏi việc phát tán thêm thông tin sai lệch và cung cấp sự răn đe cụ thể để anh ta không phạm những tội tương tự. Vì vậy, hiện nay tòa án liên bang có thể sử dụng một tội nhẹ duy nhất cho hành vi xâm nhập trái phép vào tòa nhà liên bang trong thời gian dưới 40 giây
để bảo vệ công chúng khỏi việc phát tán thông tin sai lệch về chính phủ. Đó là tất cả những gì Walton cần nghe. Dựa trên hồ sơ do Bộ Tư pháp cung cấp, Walton cho biết trong phiên điều trần rằng Goodwin vẫn đang tham gia vào cùng một kiểu hùng biện đã gây ra vụ bạo lực ngày 6 tháng 1. Ông nói thêm rằng ông lo ngại về việc Goodwin lan truyền những câu chuyện sai sự thật khi chúng ta đang ở ngay sau một cuộc bầu cử khác. Walton chỉ thêm hồ sơ của Bộ Tư pháp và các điều kiện tuyên án mới của mình. Luật sư bào chữa sau đó đã quay trở lại tòa án DC để xin lệnh hoãn khẩn cấp, nhưng thẩm phán Florence Pan và Bradley Garcia đã bác bỏ động thái này, cho rằng bên kháng cáo chưa đáp ứng đủ các yêu cầu nghiêm ngặt để được hoãn trong khi chờ kháng cáo, nhằm ngăn chặn những lời khai sai sự thật tiếp theo. Điều đó đã gây ra sự phản đối gay gắt từ thẩm phán Gregory Katsas khi ông tuyên bố Daniel Goodwin đã nhận tội cố ý xâm nhập hoặc ở lại trong một tòa nhà hoặc khuôn viên bị hạn chế, vi phạm Điều 18 USC par 752 A1. Goodwin đã vào Điện Capitol và ở lại bên trong tổng cộng 36 giây. Anh ta không sử dụng vũ lực để xâm nhập, không tấn công cảnh sát và không lấy hoặc làm hỏng bất kỳ tài sản nào của chính phủ. Khi cảnh sát yêu cầu Goodwin rời khỏi tòa nhà, anh ta đã làm như vậy. Khi kháng cáo, tòa án này đã hủy bỏ điều kiện. Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn tòa án quận. Nếu muốn áp dụng điều kiện giám sát máy tính mới khi tạm giam, thì phải giải thích lý do, lập hồ sơ để hỗ trợ cho quyết định và đảm bảo rằng điều kiện đó tuân thủ Điều 3583D và Hiến pháp. Tòa án quận đã áp dụng lại điều kiện tương tự khi tạm giam. Trong phiên điều trần bằng miệng, tòa án cho biết Goodwin đã đưa ra những tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội mà có vẻ như đối với tôi có thể được hiểu là thúc giục lặp lại ngày 6 tháng 1, đặc biệt là sau một cuộc bầu cử khác. Trong lệnh bằng văn bản, tòa án đã giải thích chi tiết về những gì họ gọi là hoạt động trực tuyến đáng lo ngại của Goodwin. Điều này bao gồm việc đăng các lời kêu gọi Stop the Steal và Fight for Trump, kêu gọi quyên góp để tài trợ cho chuyến đi của mình đến Washington, tạo dáng cho một buổi phát trực tiếp khi ở bên trong Điện Capitol, xác nhận sự hiện diện của mình ở đó bằng tin nhắn và đăng các ý kiến trên Twitter như họ muốn một cuộc cách mạng, họ đang chứng minh quan điểm của chúng tôi, họ không đại diện cho chúng tôi, họ ghét chúng tôi. Như trên, ở trang 3, nhân bù. Khi giải quyết những gì tòa án mô tả là Goodwin thúc đẩy những câu chuyện sai sự thật về ngày 6 tháng 1 sau sự việc, tòa án trích dẫn từ bản tóm tắt của chính phủ, dẫn đầu với thực tế là Goodwin đã ngồi phỏng vấn Tucker Carlson trên Fox News Channel. Như trên, vào lúc muộn. Cuối cùng, khi kết luận rằng việc giám sát máy tính có liên quan hợp lý đến hành vi phạm tội của Goodwin, tòa án lý luận rằng việc giám sát sẽ ngăn Goodwin gây quỹ để hỗ trợ cho các tội ác tiềm ẩn trong tương lai và sẽ tách anh ta ra khỏi phương tiện truyền thông cực đoan, giúp anh ta phục hồi nhân phẩm. Thẩm phán Katsas tuyên bố rằng Goodwin có khả năng thắng kiện về bản chất vụ án và các đồng nghiệp của ông cho phép việc từ chối quyền tu chính án thứ nhất tiếp tục diễn ra trong thời gian tạm thời. Lệnh của Walton phản ánh sự xói mòn sự ủng hộ đối với tu chính án thứ nhất, ngay cả tại tòa án của chúng ta. Điều này gợi nhớ đến cuộc thảo luận trước đây của chúng ta về cách tòa án hình sự hóa các hệ tư tưởng độc hại. Như một phần của cuộc đàn áp quyền tự do ngôn luận tại Vương quốc Anh. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa tin tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa tin tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.